Tôi đã từng rất cố gắng kiếm sống bằng sức lao động chân chính của mình. Nhưng tôi nhận ra rằng, cho dù tôi cố gắng cách mấy đi nữa, thì cuối cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ tay trắng. Tôi thầm hối tiếc cuộc sống trước đây của mình. Sống quá đàng hoàng, quá tử tế. Cuối cùng nhận được cái gì? Toàn những điều vô nghĩa. Đó là lý do mà anh làm công việc này hả? Tại sao anh có thể sống ngu xu như vậy? Tôi nghĩ anh không phải là người mà tôi tìm kiếm mấy lâu nay. Hãy cho tôi biết bao giờ tôi sẽ có bài mới của cô ta. Dạ thưa sếp, thật ra thì... Thật ra thì phần nhạc đã có rồi, tuy nhiên phần lời vẫn chưa ổn lắm. Tại sao chưa ổn? Và đến bao giờ ổn? Anh Lâm nè, anh đừng quên là anh đang hưởng lợi nhuận từ đâu. Các anh nên nhớ, chúng ta đã phải vất vả khó khăn lắm, tốn rất nhiều công sức và tiền của để làm nên một Nguyệt Ánh đa tài. Nếu như hôm nay công chúng biết Nguyệt Ánh không thể sáng tác mà chỉ hát lại những bài hát của người khác, thì thử hỏi lượng fan hâm mộ sẽ còn được bao nhiêu? Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ Nguyệt Ánh sớm hoàn thành công việc. Tôi không còn sự kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Tất cả các hợp đồng quảng cáo đều đã ký. Nếu để trượt thời gian, các anh có tán gia bại sản cũng không đủ để đền đâu. Giải pháp duy nhất và tối ưu nhất lúc này là phải kiếm ra một nhạc sĩ ma. Việc của các anh cần làm là bảo đảm những sáng tác ma ấy phải được giữ kín. Riêng Nguyệt Ánh, các anh phải ép cô ta thực hiện được những chiến lược và kế hoạch đã vạch ra. Dạo này á, chị thấy cái vòng bụng của chị á, nó hơi to. Chị mặc đồ không có tự tin. Ở trong vỏ chị có cái tiếp kem, hay là em massage cho chị đi. Nhưng mà massage vòng bụng này á, thì chắc phải làm thường xuyên, làm mỗi ngày. Chị đặt phòng ở khách sạn, có gì em đến đó làm cho chị mỗi ngày nha.